everyone, happy Tuesday morning. It's the start of the week, and we are 2 weeks from the Taste of Vietnam Festival, guys. So right now I am at City Hall, Toronto, where the rotunda is, and this is where we will display our Vietnamese wedding traditions. So on July 25th, 26th, and 27th, as you all know, is the Taste of Vietnam Festival wedding festival theme. The wedding theme this year is honestly one of my favorite theme. Well, every year is my favorite theme. But this year with the wedding festival is going to be a huge, gigantic, big fat Vietnamese wedding that's happening downtown core Toronto, right downtown Toronto. And this is City Hall Toronto. So those of you who have been here, see? This is inside City Hall Toronto. And out there, out that doors, is the Nathan Phillips Square. And every year, Taste of Vietnam happens on Nathan Phillips Square in front of City Hall of Toronto, right downtown Toronto core. So this year our theme is a wedding, and think of you going to a wedding reception. How fun, how loving, how enjoying, and how beautiful it is. So picture that as the Taste of Vietnam 3-day, 25th, 26th, and 27th is the Taste of Vietnam wedding festival. Sorry, I'm just gonna fix this hair right here. As a hairstylist, you can't have a bad hair look. It's one of my pet peeves. So just let me fix this. Ugh. Sorry, guys. I think the more I fix it, the worse it gets. Here. So if this happens, just pull it out a little bit and then ta-da. Okay, now it's weird. Ugh. Sorry, guys. Okay. There we go. Okay. So, the Taste of Vietnam Wedding Festival this year is celebrating the traditions of the Vietnamese wedding. And if you follow our Facebook, Taste of Vietnam Toronto official page, and read up the post that shows you all of the nghi thức, all of the traditions, Vietnamese wedding, how it started, the costumes, the display, the food, it is a big deal. And even I, I'm Vietnamese and I don't even know all that. I learned my traditions as I volunteer for Taste of Vietnam. So it's a learning process for me as well. But Taste of Vietnam this year is 25th, 26th, and 27th, Thursday, Friday, Saturday. So make sure you save the date for the Taste of Vietnam Wedding Festival. So it's going to be a huge, big, fat Vietnamese wedding. For the whole city. So please follow our Facebook page. We have Instagram, TikTok, and Facebook, and YouTube too. So let's talk about the rotunda. So I'm gonna take you around the rotunda. So that you can have a look. So right here is the inside of City Hall, Toronto. And around here, we are going to display all the Vietnamese costumes, information on our charity, Better Futures for Kids in Outside Canada, are the two organizer hosts of Taste of Vietnam Festival. So we're gonna have display so that you get to know more about our organization, both our charity, what we do, our mission, and we are always looking for volunteers and a helping hand. So we will display about our traditions and our wedding related information, our charity. So it's going to be displayed here. Let me show you. So this is the rotunda. Okay, around here we will have panels of display. We're gonna have mannequins wearing the Ao Dai from our designer Bu Viet Ha and Minh Hung. Two of our world designer is going to join us this year, and it's going to display around the rotunda, the circle here. And City Hall Toronto have visitors coming every day, thousands of them. So therefore, people will also get to learn more about Vietnamese culture and traditions. Okay? And then we're going to have these beautiful lights up here, right there, those lights.
It's gonna look really nice display. So I suggest, and I'm calling for any photographers who have taken photos of Taste of Vietnam in the past 4 years, please contact us, share with us. We would love to use your photography to display here. It's a great opportunity for you to showcase your talent, your photography. Sorry, I'm fixing my hair. So it's a great opportunity for any photographer who wants to display your work in the rotunda of City Hall. So please submit the photo to us. We will make a post for that. And we can credit you that the pictures are provided by you. So we would love to look for photographers collaboration. We can also put digital display as well. So if any videographer who took really nice video of the Taste of Vietnam in the past few years, we'll be happy to collaborate with you to display your work. And this is a great exposure that people can see what we do. Other than that, we definitely need volunteers on July 22nd. So July 22nd morning, we are going to set up the rotunda with the Taste of Vietnam Wedding Festival display. So if you're free that day, feel free to reach out and give us a hand. I've said many times that Taste of Vietnam is a 100% charity festival. Everything is volunteer. Everyone who's putting on this event are all volunteers. And they're coming together not just to celebrate the Vietnamese culture and share it with the world, but they're coming together to help us raise awareness against human trafficking and child exploitation that's happening in Toronto, in Ontario, in Canada, and all over the world. So I'm very proud to be a volunteer of Better Futures for Kids outside Canada and Taste of Vietnam to do this event every year. So thank you to all the volunteers. I can't praise you enough. Like, you know, our team is working so hard, like from the board of directors to the organizing team and to the volunteer team. You know, everyone is coming together, and this is the teamwork of everybody. It's not one person or one organization that can do this. It's everyone that's coming together. So thank you so much to the Taste of Vietnam community, all the volunteers. If you're watching this, you know who you are. We just want to say thank you so very much, okay? And we hope that, you know, you find a rewarding satisfaction when you volunteer with us and be with us on this journey. And it is a movement, guys. It's a movement that what we're doing. So, and it will make a change in our community, in our city, and in the world. So, các bạn, Kelly đang đứng ở trong tòa thị chính của thành phố Toronto. Oh, by the way, people, if you're getting married, please try to get married during Taste of Vietnam on the July 25th, 26th, and 27th. Get married inside City Hall, Toronto. Go upstairs and get your marriage license. Come down and come out the door, out to Nathan Phillips Square, and let the organizer know that you're getting married. We'll be so happy to celebrate with you. So it is a Taste of Vietnam wedding festival, but it doesn't just mean like weddings, couple of Vietnamese. You can be any community, Chinese, Korean, India, Pakistan, any type of culture, any type of community. If you're getting married on those 3 days, let us know. We want to celebrate with you. If it's your anniversary on that weekend, let us know. We'll celebrate with you. So các bạn, Kelly đang đứng ở tòa thị chính. Đây là tòa thị chính của thành phố Toronto, trong cái building, trong cái tòa ốc. Thì ở đây là cái cửa để mà mình đi vào ha. Mình đi vào cái cửa đó qua security, bảo vệ. Và chúng ta vào đây thì đây nó gọi là cái rotunda. Thì cái rotunda này á, thì từ ngày 22 tháng 7 cho đến ngày 27 tháng 7 là trong cái tuần của lễ hội văn hóa và ẩm thực Taste of Vietnam, thì chúng tôi sẽ display những cái triển lãm văn hóa của Việt Nam mình. Chúng ta sẽ có những cái hình ảnh nè, chúng ta sẽ có những cô mannequin mặc những cái chiếc áo dài của Việt Nam mình, và cũng cho public biết về tổ chức của Better Future for Kids và Outside Canada.
là hai tổ chức nên hai hội phi lợi nhuận register của chính phủ Canada với chính phủ Canada mà làm cùng tổ chức cái Taste Việt Nam này. Cho nên chúng tôi sẽ display những cái đồ ở đây nè, và những khách mà đến đây, những khách đến đây để mà đi hàng ngày, tại vì ở đây là nơi mà mọi người làm giấy cưới, làm bằng lái xe, làm tất cả những giấy tờ thủ tục gì mà liên quan tới thành phố thì nó ở đây các bạn. Cho nên vì thế ở đây mỗi ngày đều nhiều người đi lắm. Và chúng ta sẽ có cái triển lãm ở đây nè các bạn. Và đây là lần đầu tiên Kelly được biết rằng những cái thông tin, những cái văn hóa, những cái hình ảnh, những cái chiếc áo dài được display ở đây một tuần. Cho nên đó là cái niềm rất là hạnh phúc cho ban tổ chức và cho tất cả thiện nguyện viên mà đã nỗ lực thức khuya, thức hôm, mất ăn, mất ngủ nửa năm trời, và đặc biệt hai tuần sắp tới đây là khỏi ngủ, khỏi làm gì luôn, mà sáng thức, trưa, chiều, tối đi ngủ cũng là Taste Việt Nam. Cái lễ hội này nói thật với các bạn, Kelly ở trong ban tổ chức thì Kelly nhìn thấy được cái việc làm của mọi người, thì nó thật là nó khủng khiếp và nó ngoài cái sức của tụi này. Nhưng mà tụi này chỉ có cái nhiệt huyết và có cái tinh thần và có cái lòng muốn xây dựng và mang cái văn hóa Việt đến với cộng đồng đa sắc tộc và đặc biệt là cộng đồng người Canada ở đây thôi. Chứ ngoài ra tài thì chắc không có đâu. Nhưng mà có cái lòng nhiệt huyết, thì qua những cái lòng nhiệt huyết và cái tình hăng say đó và cái tình đoàn kết yêu thương cùng chung tay làm, thì ơn trên phù hộ và Chúa soi sáng đường đi thì mọi sự sẽ suôn sẻ. Chứ có những lúc Kelly á cũng bị thử thách về đức tin và thử thách về khả năng, nhưng mà khi mà mình nhìn lại là mình đi thế này, mình đi cùng với mọi người, mình đi cùng với những người mà con rồng cháu tiên, mang một cái tự hào của dân tộc Việt Nam, và mọi người cùng chung tay đi thì nó cho theo vì một cái năng lượng trong những lúc mà tối tăm, nhìn thấy không có đường lối gì ra, mà vì ở chung một cái team, một cái gia đình của thế giới Việt Nam thì cái năng lượng nó khủng khiếp các bạn, nó over cái sức tưởng tượng của mình, và nó cũng thúc đẩy và nó kéo mình đi cùng luôn. Cho nên cái ngọn lửa mà bùng cháy trong cái family của hội đồng quản trị rồi ban tổ chức và các thiện nguyện viên mà làm nên cái lễ hội này trong 4 năm qua, thì một cái ngọn lửa nó cháy rất là mạnh. Thì cái đó là cái điều mà Kelly cảm nhận được khi mà Kelly tham gia thiện nguyện cho cái chương trình này. Và rất là tự hào là mỗi năm cộng đồng người Canada và quốc tế biết thêm về Việt Nam qua những cái chương trình như thế này. Và Kelly mong rằng sau này trong cộng đồng Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều hội đoàn khác, các bạn trẻ, các cái lớp mới hãy đứng dậy, hãy cố gắng nỗ lực làm những cái sự kiện văn hóa và dân tộc Việt Nam, để cộng đồng Việt Nam và dân tộc chúng ta có thể mỗi ngày mỗi lớn mạnh và được ngang hàng với những quốc gia cộng đồng khác ở đây. Đó là điều mà Kelly khao khát và rất là mong. Và cái điều mà Kelly luôn mơ ước là trước khi Kelly không còn ở trong cái trái đất này á, Kelly muốn thấy được cộng đồng Việt Nam mình ở thành phố Toronto có một cái community center của riêng mình, và cái một cái community center mà hoạt động thật là bài bản, hữu ích và giúp cho con cháu thế hệ sau chúng ta. Một trong những cái community center mà Kelly rất là ngưỡng mộ đó là Japanese ở dưới Scarborough có một nó gọi là community center, Kelly không biết gọi tiếng Việt là cái gì, nhưng mà nó là cái community center, Japanese community center, và họ hoạt động văn hóa, họ có những cái lớp và họ một cái building rất là văn hóa, trang trí rất là đẹp về cái kiến trúc của Nhật, thì và người Trung Hoa cũng có, rồi người Hàn Quốc cũng có, người Philippines cũng có, nhưng mà riêng Việt Nam thì mình không có, or at least Kelly không biết là có ở chỗ nào. Nên Kelly rất mong rằng
có quỹ mạnh thường quân hay là hội đoàn nào đó có thể chung tay hợp sức, cả cái cộng đồng dân tộc Việt Nam mình có thể cùng xây dựng một cái trung tâm văn hóa cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chính trị, không phân biệt tất cả gì, nhưng mà chỉ là mọi người, tình người đến với nhau thôi. Thì đó là cái ước mơ lâu dài. Nhưng mà cái ước mơ hiện tại á, là cái lời mơ ước trong tòa thị chính của thành phố Toronto của người quốc tế có thể triển lãm những cái chiếc áo dài Việt Nam, thì năm nay đã được rồi. Cho nên tạ ơn Chúa và cảm ơn ba và anh Nhật đã phù hộ ở trên. Thì năm nay ngoài cái lễ hội văn hóa và ẩm thực ở ngoài Nathan Phillips Square, là cái quảng trường Nathan Phillips Square trước tòa thị chính của thành phố Toronto, thì trong tòa thị chính nguyên cái khu này nè các bạn, sẽ triển lãm những chiếc áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Vũ Việt Hà và nhà thiết kế Minh Hùng. Cho nên vui lắm các bạn. Chúng tôi rất cần thiện nguyện viên để phụ giúp setup cái này, cho nên các bạn nào mà có thời gian, hay là quý phụ huynh nào mà có con em mùa hè mà ở nhà không có làm gì mà cần thêm giờ community hours, hay là cần tham gia sinh hoạt xã hội, thì xin liên lạc với Chase Việt Nam chúng tôi. Chúng tôi cần các em phụ giúp trang trí, làm những cái poster, có nghĩa là tất cả mọi thứ các em cũng có thể làm được. Và các em không biết thì ban tổ chức sẵn sàng dìu dắt, hướng dẫn và chia sẻ với các em. Tại vì các bạn trẻ, các con cháu chúng ta là mầm non của cái dân tộc mình, các em là thế hệ sau. Cho nên các em cần chúng ta hướng dẫn, dìu dắt và chia sẻ với các em những cái ngọn lửa này, những cái tinh thần này, để các em sau này có thể tiếp tục làm cho con cháu đời sau, để cái văn hóa Việt, dân tộc Việt và tinh thần ngọn lửa của người Việt mình ở thành phố Toronto sẽ càng ngày càng bùng cháy mạnh hơn. Thì đó là cái niềm ao ước của ban tổ chức và hội Better Future for Kids và Áo Dài Canada. Và qua đó chúng ta cũng là tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em ở Việt Nam nói riêng và ở đất nước Canada và cả thế giới nói chung. Rồi, đó là một chia sẻ của ngày hôm nay. Thì xin mời các bạn save the date nha. Cái buổi thanh đài này thì sẽ triển lãm từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7. Cho nên các bạn có thể vào đây ngay tòa thị chính. Giờ nào mà tòa thị chính mở, các bạn đều có thể vô và triển lãm. Vô coi free, không có tốn tiền. Nhưng mà có thể đến chụp hình với những chiếc áo dài thật đẹp và những cái mâm quả mà chúng tôi sẽ trưng bày ở đây, để cho người nước ngoài biết về cái truyền thống văn hóa lễ cưới của mình. Đương nhiên khi mà ban tổ chức chúng tôi làm thì với cái khả năng tài chính hạn hẹp và kiến thức cũng không được quá nhiều, vì những anh chị trong ban tổ chức, kể cả Kelly cũng là những người sanh lớn lên ở Canada, chúng tôi cũng vừa học vừa làm thôi. Cho nên rất tha thiết kêu gọi các bác cao niên, các bác, các chú, các cô mà thế hệ trước giàu về kiến thức, giàu về tài hoa, bao nhiêu kinh nghiệm, có thể cùng đồng hành với chúng con để mà giúp cho chúng con có thể tiếp tục cái sứ mệnh này. Cho nên tha thiết kêu gọi các bác seniors, các bác cao niên, các quý anh chị cô chú, các bác có thể tham gia cùng với Chase Việt Nam. Tại vì chúng con cũng có thể làm tới đó thôi, nhưng mà nếu mọi người cùng làm chung với chúng con thì chúng ta sẽ cùng nhau làm. Và Kelly thường nói rất là nhiều lần là cái này không riêng một cái cá nhân nào, một hội đoàn nào, nhưng mà nó là cái sự mời gọi và chung tay của tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chính trị, không phân biệt cái gì hết, chỉ là cái tình yêu thương cùng chung tay xây dựng dân tộc, cộng đồng Việt Nam mỗi ngày mỗi lớn mạnh và được ngang hàng với những cộng đồng quốc gia khác ở thành phố Toronto. Đó là cái sứ mệnh và cái tâm tư và cái mơ ước của tất cả những anh chị trong ban quản trị.
Cái này là Kelly nói dùm thôi nha. Rồi, xin chào mọi người, xin chúc mọi người một tuần, một ngày được an lành. Xin hẹn gặp mọi người. Taste Việt Nam năm nay 25, 26, 27 chủ đề là Trầu Cao, một cái lễ hội lần đầu tiên ở thành phố Toronto mà sẽ 3 ngày tưng bừng ăn mừng lễ cưới. Đương nhiên là trong ban tổ chức thì không ai cưới rồi, nhưng mà sẽ có cái diễn trên sân khấu nghi thức cưới, cho nên sẽ đẹp lắm các bạn. Kelly nằm mơ mà Kelly mỉm cười cứ đợi tới cái ngày Taste of Việt Nam. Chủ đề nào thì không biết chứ Kelly đảm bảo cái chủ đề đám cưới là tưng bừng. Có beer garden nè, có ca nhạc live, free venue, cho nên ai mà ăn mừng kỷ niệm ngày cưới năm 15, 20 năm, hãy cho ban tổ chức chúng tôi biết, liên lạc với chúng tôi để chúng tôi cùng ăn mừng với các bạn. Lễ hội có trang phục cưới nè, có mâm quả nè, có đồ ăn cưới nè, có nghĩa là free venue. Thường thường các bạn mà phải tổ chức đám cưới là phải đi mướn kho rồi đồ ăn rồi lo cái này này kia. Còn Taste Việt Nam có một cái đám cưới lễ hội sẵn cho các bạn luôn. Các bạn chỉ cần cho ban tổ chức biết là tôi đám cưới được 10 năm, tôi muốn mừng kỷ niệm với ban tổ chức của Taste Việt Nam, thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho các bạn được cùng tham dự với chương trình. Rồi các bạn cũng kêu gia đình dòng họ cô bác tới, đem ghế tới, đem diện cho đẹp lên, tới chụp hình ăn mừng, chụp hình cưới của mình, chụp hình kỷ niệm anniversary của mình luôn. Cho nên Kelly thấy đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Gặp mà Kelly không nằm trong thiện nguyện để tổ chức chương trình, Kelly cũng mà có bồ, Kelly cũng kéo bạn trai hay bạn gái đến chụp hình rồi kêu bà con tới ăn mừng. Ở đây thì cái gì cũng free, chương trình coi free, trang trí cũng chụp free. Hoặc có những chỗ thì của vendor trang trí thì phải trả tiền, nhưng mà cái venue là free rồi, vô cửa không tốn tiền, chỉ tốn tiền đồ ăn và vài chỗ vui chơi thôi, nhưng mà nó quá tuyệt vời. Khỏi phải mướn nhà hàng, khỏi phải mướn cái gì hết. Cho nên Kelly đề nghị các bạn hãy tận dụng cái chủ đề năm nay là vui quy. Ai mà sắp cưới, cưới rồi hay là định cưới thì có thể đi vô tòa thì chính nha, làm giấy tờ cưới luôn và xong rồi đi ra ngoài Taste Việt Nam ăn mừng cùng với mọi người luôn. Thì đó là Kelly nghĩ là một cái experience rất là đẹp. Và 10 năm sau khi mà người ta hỏi các bạn cô cưới như thế nào, cô ăn tiệc mừng đính hôn hay là anniversary như thế nào mà mình kể ra cho người ta nghe như vậy, thì đó là một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời các bạn. Cho nên gợi ý cho các bạn nha, có cặp đôi nào mà muốn ăn mừng thì hãy cố gắng ăn mừng vào ngày 25, 26, 27 của tháng này. Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay Kelly đi đâu á, cũng mặc chiếc áo dài. Hôm nay Kelly mặc chiếc áo dài hết lưng. Ok, đó. Bây giờ là mặc quá rồi các bạn. Mấy hôm nay cứ thức khuya rồi ăn nhiều uống bubble tea, cho nên từ đây cho tới 2 tuần rưỡi nữa là phải bớt ăn lại để mặc áo dài. Có những cô bạn của Kelly á nói rằng á nhịn ăn một tháng trời để mặc áo dài để đi khoe chiếc áo dài Việt Nam và khoe người phụ nữ Việt Nam, thì Kelly nghe mà thấy nó dễ thương làm sao á. Rồi xin chào mọi người nha, chúc một ngày an lành và xin hẹn gặp lại. Bye bye.